Xin chào quý vị và các bạn. Như quý vị đã biết, sử dụng các biểu đồ lớn hoặc các công cụ, các chỉ báo kỹ thuật áp dụng vào trong chơi coin cũng như là trong thị trường Forex hoặc là chứng khoán là một vấn đề rất cần thiết với bất cứ một trader chuyên nghiệp nào. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị về 8 mẫu lớn nhật căn bản nhất mà quý vị thường gặp, không chỉ trong chơi coin mà trong Forex hoặc chứng khoán hoặc bất cứ thị trường tài chính nào quý vị cũng có thể áp dụng được. Thì về cái phần lịch sử hình thành cái biểu đồ lớn nhật này, tôi sẽ không đề cập ở đây. Nếu quý vị quan tâm, quý vị có thể lên mạng tìm kiếm biểu đồ lớn nhật. Trước khi đi vào nội dung chính của video, tôi sẽ nói qua về 8 cái biểu đồ lớn nhật mà quý vị thường gặp trong chơi coin. Biểu đồ thứ nhất là cái mẫu lớn tiêu chuẩn. Biểu đồ thứ hai là lớn cương lực, hay còn gọi là Majubozu. Biểu đồ thứ ba là lớn xoay, spinning top. Biểu đồ lớn thứ tư là lớn hammer, còn gọi là lớn búa. Biểu đồ thứ 5 là lệnh búa ngược, hay còn gọi là inverted hammer. Biểu đồ lệnh thứ 6 là lệnh người treo cổ, còn gọi là hanging man. Biểu đồ lệnh thứ 7 là shooting star. Và biểu đồ lệnh thứ 8 là lệnh doji. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi vào cái mẫu lệnh thứ nhất. Đó là mẫu lệnh tiêu chuẩn như hình ảnh ở đây. Quý vị sẽ thấy một cây lệnh bao gồm các thành phần: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, thân lệnh dài, dâu lệnh trên và dâu lệnh dưới ngắn. Lệnh tăng màu xanh là lệnh có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Lệnh giả màu đỏ là lệnh có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Mẫu lệnh thứ hai là mẫu lệnh Majubozu. Majubozu hay còn gọi là lệnh cường lực. Nó có thân lệnh dài nên giá mở cửa và giá đóng cửa cách xa nhau. Và nó hoàn toàn không có bóng lệnh, hoặc có gần như là không đáng kể. Mẫu lệnh này thể hiện cho lực mua màu xanh và lực bán màu đỏ đang rất mạnh. Chính vì vậy, nó thường xuất hiện khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá. Điều này cho thấy trong quá trình giao dịch mua bán không có sự do dự, không có sự lưỡng lự của các nhà đầu tư. Một khi họ đã mua hoặc bán là dứt khoát luôn. Mẫu lệnh thứ ba là mẫu lệnh xoay, còn gọi là spinning top. Lệnh spinning top là lệnh có thân nhỏ và là dấu hiệu cho thấy cả hai phe mua bán đều không thể giành quyền kiểm soát thị trường, thể hiện sự lưỡng lự của các nhà đầu tư trong việc mua và bán, khó có thể đưa ra dự đoán trong tương lai giá có thể lên hay xuống cho những cái mẫu lệnh này. Mẫu lệnh thứ 4 là lệnh búa, còn gọi là hammer. Lệnh hammer là một dạng lệnh đặc biệt với đặc điểm nhân dạng như hình ảnh ở đây, quý vị sẽ thấy có dâu lến phía dưới dài, phần thân lến phía trên ngắn, dâu lến dài gấp 2-3 lần thân lến. Lến hammer có thể là lến giảm màu đỏ hoặc lến tăng màu xanh, về màu sắc không quan trọng. Dâu lến phía trên rất nhỏ hoặc không có dâu lến. Nến búa hammer
thường xuất hiện trong một xu hướng giảm, báo hiệu sự đảo chiều cực kỳ mạnh. Có nghĩa là các nhà đầu tư đang tìm vùng giá tốt để tham gia, gia nhập vào thị trường và hình thành áp lực mua đè lên áp lực bán. Dấu hiệu đảo chiều và tăng giá xuất hiện. Mẫu nến thứ 5 đó là nến búa ngược. Như hình ảnh ở đây, quý vị sẽ thấy đây là một hình ảnh nến búa ngược, còn gọi là inverted hammer, có dạng tương tự với mô hình nến búa ở chỗ nó xuất hiện trong xu hướng giảm và là mô hình đảo chiều tại đáy. Mô hình nến búa ngược có thân nhỏ, thân nến có thể tăng hoặc giảm điểm và có bóng nến dài bên trên với bóng nến nhỏ hoặc ngắn bên dưới. Nến inverted hammer cũng dự báo dấu hiệu đảo chiều tăng giá trong một xu hướng giảm giá trước đó. Tuy nhiên, quý vị cần chờ đợi phiên giao dịch tiếp theo ở những cây nến sau kết thúc để đưa ra những quyết định khi vào lệnh. Dấu hiệu xác nhận mô hình tăng đó là nến tăng giá mạnh xuất hiện sau khi búa ngược hoặc có một khoảng nhảy giá tăng. Lý do tại sao phải đợi một nến xác nhận sau nến búa ngược trước khi vào lệnh dựa vào phân tích tâm lý sẽ được lý giải. Thời điểm mở và đóng nến của một phiên giao dịch thường có khối lượng giao dịch lớn khi bên bán tại giá mở cửa và giá đóng cửa của phiên giao dịch. Nếu phiên giao dịch tiếp theo giá tăng mạnh sẽ gây sốc cho bên bán và khiến bên bán ở vào vị thế thua lỗ. Giá càng tăng, họ càng phải nhanh chóng đóng lệnh để chốt lỗ cho giao dịch họ đã đặt. Vì thế, càng gia tăng áp lực mua vào. Mẫu nến thứ 6 là nến người treo cổ, còn gọi là hanging man. Nến người treo cổ có hình dạng giống như nến hammer, nhưng khác nhau hoàn toàn về tính chất. Nến hanging man xuất hiện trong một xu hướng tăng và cảnh báo khả năng tạo đỉnh của xu hướng đó. Nến hanging man dự báo dấu hiệu đảo chiều giảm giá trong một xu hướng tăng trước đó. Tuy nhiên, quý vị cần chờ đợi phiên giao dịch tiếp sau kết thúc để ra quyết định trước khi vào lệnh. Dấu hiệu xác nhận mô hình giảm đó là nến giảm giá mạnh xuất hiện sau nến hanging man hoặc có một khoảng nhảy giảm giá. Thời điểm mở và đóng cửa của một phiên giao dịch thường có khối lượng giao dịch lớn khi bên mua tại giá mở cửa và giá đóng cửa của phiên giao dịch. Nếu phiên giao dịch tiếp theo giá giảm mạnh sẽ gây sốc cho bên mua và khiến bên mua ở vào vị thế bị thua lỗ. Giá càng giảm, họ càng phải nhanh chóng đóng lệnh để chốt lỗ cho giao dịch họ đã đặt. Vì thế, càng gia tăng áp lực bán ra. Mẫu nến thứ 7 đó là nến sao băng. Như hình ảnh ở đây, quý vị sẽ thấy một hình ảnh nến sao băng hay còn gọi là shooting star. Nến shooting star có hình dạng giống nến inverted hammer, nhưng khác nhau hoàn toàn về tính chất. Nến shooting star xuất hiện trong một xu hướng tăng và cảnh báo khả năng tạo đỉnh của một xu hướng đó. Nến shooting star
thường xuất hiện trong một xu hướng tăng, báo hiệu dấu hiệu đảo chiều cực mạnh. Có nghĩa, các nhà đầu tư đang tìm vùng giá tốt để gia nhập thị trường và hình thành áp lực bán đè lên áp lực mua trước đó. Báo hiệu dấu hiệu đảo chiều và giảm giá xuất hiện. Mẫu nến thứ 8 đó là nến Doji. Đây cũng là mẫu nến cuối cùng, nhưng trong mẫu nến số 8 này chúng ta có thể chia thành nhiều loại. Nến Doji là nến có giá mở cửa và giá đóng cửa xấp xỉ như nhau. Bởi vì nến Doji có giá đóng cửa và giá mở cửa như nhau, hoặc ít nhất là phần cơ thể cực kỳ ngắn, nên một nến Doji dường như có phần thân nến rất mỏng, gần như là một đường thẳng tạo thành hình dấu cộng như hình ảnh ở đây quý vị sẽ thấy. Nến Doji cho thấy sự do dự hoặc đấu tranh cho việc định vị vị thế giữa người mua và người bán. Giá di chuyển trên và dưới giá mở cửa trong phiên, nhưng đóng cửa ở mức giá hoặc gần giá mở cửa. Không người mua và người bán nào có thể kiểm soát được, và kết quả là giá lại quay về vùng gần vị trí khi mở cửa. Doji Star. Nến Doji Star có đặc điểm là bóng nến phía trên và phía dưới đều ngắn và có độ dài ngang bằng nhau. Tất nhiên là giá đóng cửa và giá mở cửa cũng ngang bằng hoặc gần ngang bằng nhau. Đặc điểm đó tạo nên hình dạng của loại nến này giống như hình dấu cộng như hình ảnh quý vị thấy. Nến Doji chân dài. Nến Doji chân dài có đặc điểm là bóng nến phía trên và phía dưới đều rất dài và có độ dài ngang bằng nhau. Tất nhiên là giá đóng cửa và giá mở cửa cũng ngang bằng hoặc gần ngang bằng nhau. Nến Doji chuồn chuồn như hình ảnh ở đây quý vị sẽ thấy. Không có bóng nến trên mà chỉ có bóng dưới nhưng rất dài. Giá mở cửa và giá đóng cửa xấp xỉ nhau và cũng chính là giá cao nhất trong phiên. Nến Doji bia mộ. Ngược lại với Doji chuồn chuồn là nến Doji hình bia mộ như hình ảnh ở đây quý vị sẽ thấy. Loại này không có bóng dưới mà chỉ có bóng nến trên đất dài. Hình ảnh này gợi nhớ hình cái bia mộ. Giá đóng cửa và giá mở cửa ngang bằng nhau và cũng là giá thấp nhất trong phiên. Trên đây là 8 biểu đồ nến thường gặp không chỉ trong chơi coin mà quý vị cũng có thể áp dụng vào trong thị trường Forex và thị trường chứng khoán. Hy vọng qua bài viết này, quý vị sẽ có thêm những công cụ thật hữu ích để áp dụng vào trong chơi coin. Tất nhiên, để sử dụng một cách hiệu quả nhất thì quý vị nên kết hợp với chính kinh nghiệm của quý vị, cũng như quý vị kết hợp với các công cụ, các chỉ báo kỹ thuật khác như volume, đường RSI, Fibonacci hoặc Bollinger Band, vân vân. Và đến đây, KTV xin kết thúc video này. Quý vị lưu ý, quý vị nên cân nhắc lên tìm hiểu cho thật kỹ trước khi đưa ra những cái quyết định của bản thân, cũng như hãy tự chịu trách nhiệm cho những cái quyết định của mình.